Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Nhĩ xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là bản tin của chúng tôi trong ngày hôm nay. Đức Hồng Y Cantalamessa cảnh báo về việc đánh mất tính thánh thiên của phụng vụ. Đức Hồng Y Ragnaro Cantalamessa, vị giảng thuyết của Phụ Giáo Hoàng, có bài giảng thứ tư trong mùa chay 2023 cho Đức Thánh Cha Francisco và Giáo triều Roma. Đức Hồng Y Ragnaro Cantalamessa, dòng anh em hèn mọn, giảng viên Phụ Giáo Hoàng cho biết, nếu ý thức về sự thiêng liêng bị mất hoàn toàn, thì đất đai hoặc khí hậu nơi mà hành động đức tin nở rộ sẽ không còn nữa đối với dân Chúa. Ngài đã đưa ra lập trường trên trong bài giảng thứ tư cho mùa chay 2023. Bài giảng của Ngài tập trung vào chủ đề mầu nhiệm đức tin, phụng vụ, đã được trình bày tại Vatican vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu cho Giáo triều Roma với sự tham dự của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Hồng Y Cantalamessa bắt đầu bằng việc lưu ý rằng sau khi suy tư về truyền giáo và thần học, Ngài muốn đề xuất một số cân nhắc về phụng vụ và việc thờ phượng của giáo hội. Ngài làm như vậy với ý định đóng góp, dù khiêm tốn và gián tiếp, vào công việc của Thượng Hội đồng. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, phụng vụ là điểm đến, là điều mà công cuộc truyền giáo hướng tới. Đức Hồng Y đã nhắc lại những cảm xúc mãnh liệt đã xâm chiếm Thánh Augustino khi Thánh nhân gặp Chúa. Hướng về Chúa, trong tác phẩm Confessions hay Tự thú, vị tiến sĩ hội thánh đã nói, khi con gặp Chúa lần đầu tiên, con đã run lên vì yêu và kinh hãi. Và một lần nữa, tôi rùng mình và tôi cháy bỏng. Tôi rùng mình vì khoảng cách. Tôi bùng cháy vì sự giống nhau. Đức Hồng Y nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự thánh thiên của phụng vụ. Nếu cảm giác về sự thiêng liêng hoàn toàn bị mất đi, thì đất đai hoặc khí hậu, nơi mà hành động đức tin nảy nở sẽ không còn nữa. Ngài nói, đây là tác động tồi tệ nhất của quá trình thế tục hóa. Đức Hồng Y nhắc nhớ rằng, Charles Peguy đã viết rằng, sự khan hiếm và nghèo nàn đáng sợ của những điều thiêng liêng là dấu ấn sâu sắc của thế giới hiện đại. Tuy nhiên, nếu ý thức về sự thiêng liêng đã biến mất, thì nỗi hoài niệm về nó vẫn còn. Mà ai đó đã định nghĩa, theo thuật ngữ thế tục, là sự khao khát về điều hoàn toàn khác. Đức Hồng Y chỉ ra rằng, những người trẻ tuổi thường cảm thấy cần thoát khỏi sự tầm thường của cuộc sống hàng ngày và đã nghĩ ra những cách riêng để thỏa mãn nhu cầu này. Sau đó Ngài phân tích làm thế nào giáo hội có thể trở thành, đối với con người ngày nay, là nơi đặc quyền để trải nghiệm thực sự về Thiên Chúa và về sự siêu việt, và thảo luận về nhiều cơ hội mà người ta có thể cảm nhận được một trải nghiệm mạnh mẽ về Thiên Chúa và sự khởi đầu của một mối quan hệ mới và cá vị với Chúa Kitô. Đức Hồng Y Cantalamessa đã cảnh báo chống lại việc bóp méo vẻ đẹp của phụng vụ bằng những ngẫu hứng tùy tiện và kỳ lạ, và kêu gọi duy trì sự tỉnh táo và điềm tĩnh cần thiết ngay cả khi thánh lễ được cử hành trong những tình huống và môi trường cụ thể. Vì phụng vụ là thời điểm tuyệt vời nhất để các thụ tạo trở về với Thiên Chúa, nên mọi sự trong đó phải bắt đầu và lấy động lực từ Chúa Thánh Thần. Tiến sĩ George Weigel, Naaman, người thành Nazareth và người Đức. Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ông vừa có bài viết nhan đề Naaman, the Nazarenes and the Germans, nghĩa là Naaman, người thành Nazareth và người Đức. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Để phản bác Oscar Wilde, là người cho rằng
Tôn giáo là đơn điệu, lặp đi, lặp lại. Ta có thể thấy rằng, đời sống phụng vụ của giáo hội thường bắt chước nghệ thuật bằng cách thích hợp, một cách đáng lưu ý với một thời điểm cụ thể. Điều đó chắc chắn đúng vào thứ hai của tuần thứ ba mùa chay năm 2023. Một ngày mà Kinh Thánh trong phụng vụ thánh thể mời gọi chúng ta suy ngẫm về tội trọng nhất trong các tội trọng. Đó là lòng kiêu ngạo. Qua câu chuyện của Naaman, vị tướng xứ Syria, và cuộc đối đầu của Chúa Giêsu với những người Nazareth đồng hương của người. Năm nay, thứ hai tuần ba mùa chay diễn ra ngay sau cuộc họp kết thúc tiến trình công nghị của Đức. Và trong khi có nhiều lý do tại sao đạo công giáo định chế của Đức đang rơi vào tình trạng bụi giáo và có thể rơi xuống vách đá dẫn đến ly giáo, thì lòng kiêu ngạo là một trong số những lý do đó. Naaman tìm cách chữa khỏi bệnh phong cùi của mình từ người của Thiên Chúa là tiên tri Elisa, người kế vị tiên tri Elia với tư cách là nhà tiên tri trong dân Israel. Vị tướng Syria này sẵn sàng thực hiện một hành trình dài và khó khăn để đạt được những gì ông ta tìm kiếm. Ông ta sẵn sàng đền bù cho nhà tiên tri về việc chữa bệnh bằng vàng và bạc. Nhưng khi Elisa bảo ông tắm 7 lần ở sông Jordan, Naaman từ chối. Tại dòng sông nước Israel tầm thường này, lại có nhiều khả năng chữa bệnh hơn những dòng sông lớn hơn của Đa-mát. Khi ông ta sắp sửa quay về trong cơn giận dữ, thì những người hầu của ông ta nài nỉ ông ta tắm ở sông Jordan. Lập luận rằng, vì ông ta sẵn lòng làm một việc khó khăn nếu nhà tiên tri yêu cầu, tại sao không làm một việc dễ dàng? Naaman tắm theo chỉ dẫn của Elisa, được chữa khỏi và sau đó tuyên bố rằng: "Tôi biết không có thiên chúa nào trên khắp trái đất ngoại trừ ở Israel." Tính kiêu ngạo của Naaman đã là trở ngại cho việc chữa trị của ông và cuối cùng suýt làm cản trở đức tin của ông nơi Thiên Chúa duy nhất chân thật. Bài tin mừng thứ hai tuần ba mùa chay cung cấp cho giáo hội một song hành tân ước so với câu chuyện Naaman và Elisa. Trong đoạn tin mừng Luca liền trước đó, Chúa Giêsu đã lấy sách cuộn của tiên tri Isaiah tại một buổi lễ ngày Sa-bát ở hội đường quê hương của người, đề cập đến đấng sẽ công bố năm hồng ân của Chúa, rồi tuyên bố rằng: "Hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe và được sự hoan nghênh của mọi người nói tốt về người." Tuy nhiên, bầu không khí nhanh chóng thay đổi và câu chuyện được đọc vào hôm thứ hai của tuần ba mùa chay cho thấy một bộ mặt khác của người thành Nazareth. Vì trong niềm kiêu ngạo của họ, họ bắt đầu thắc mắc về người mới phất lên này. Há anh ta không phải là con trai của Giuse, một bác thợ mộc hay sao? Anh ta nghĩ anh ta là ai đây? Và đây là loại đấng Messia nào? Chúng ta đã có một điều gì đó khác biệt, một điều gì đó tốt hơn trong tâm trí. Vì vậy, họ đuổi Chúa Giêsu ra khỏi Nazareth và định ném người xuống một doi đất, thì người đi ngang qua giữa họ và bỏ đi. Một lần nữa, sự kiêu ngạo là một trở ngại cho đức tin. Chúng ta, những người Nazareth, biết loại đấng Messiah nào mà Thiên Chúa nên phái đến, giống như Adam và Eva, với lòng kiêu ngạo đã nghĩ rằng họ biết rõ hơn Thiên Chúa về điều thiện và điều ác. Biểu lộ ra sự kiêu ngạo là điều đã đuổi họ ra khỏi địa đàng trong chương 3 sách Sáng Thế. Khi tiến trình công nghệ của Đức tuyên bố rằng họ biết rõ hơn cả Thiên Chúa về điều gì tạo nên cuộc sống công bình, hạnh phúc và hạnh phúc tối thượng. Đó là điều mà tiến trình công nghệ đã làm khi bác bỏ nhân học kinh thánh của chương 1 sách Sáng Thế và chấp nhận ý thức hệ phái tính và chương trình nghị sự LGBTQ. Thì tiến trình công nghệ Đức đã cư xử giống hệt như Adam và Eva, như Naaman trước khi hoán cải và như người dân thành Nazareth. Khi tiến trình công nghệ của Đức tán thành một loại hệ thống quản trị giáo hội theo kiểu nghị viện, bất chấp trật tự mà chính Chúa Kitô đã thiết lập cho giáo hội của người, người Đức
đang làm chính điều mà mọi kẻ tội lỗi kiêu ngạo từ Adam và Eva cho đến Naaman phong cùi và những người Nazareth khinh miệt đã làm. Đó là bác bỏ mặc khải Thiên Chúa. Do đó, có sự đối xứng đáng chú ý, đầy nghệ thuật của những bài học đó trong ngày thứ hai tuần thứ ba mùa chay, tiếp ngay sau khi kết thúc tiến trình công nghị của Đức, đã phá nát cấu trúc của đạo Công giáo nhân danh nền văn hóa được cho là cao hơn ngày nay. Vài tháng sau khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị ban hành thông điệp Veritatis Splendor, hay ánh quang rạng ngời của chân lý, năm 1993, về cải cách thần học luân lý Công giáo, một cuốn sách bình luận về thông điệp đó, tất cả đều tiêu cực, đã được xuất bản bởi các nhà thần học người Đức. Người biên tập cuốn sách đã viết trong lời nói đầu rằng cuốn sách được xuất bản vì nước Đức có trách nhiệm đặc biệt đối với nền thần học trong giáo hội Công giáo. Đó là kiểu kiêu ngạo đã khiến nhiều nhà thần học người Đức coi Đức Gioan Phaolô đệ nhị lỗi lạc là một người Slav phản động, tiền hiện đại, không hoàn toàn theo tiêu chuẩn khai sáng của họ. Cũng chính lòng kiêu ngạo đó đã ngấm vào và làm hỏng triệt để tiến trình công nghị của Đức. Tuy Vân xin được mở ngoặc giải thích thêm một chút. Trong bài này, tiến sĩ George Weigel có nhắc đến Oscar Wilde. Ông này là ai? Oscar Wilde sinh ngày 16 tháng 10 năm 1854 và qua đời ngày 30 tháng 11 năm 1900, là một nhà thơ và nhà viết kịch người Á Nhĩ Lan. Sau khi viết dưới nhiều thể loại khác nhau trong suốt những năm 1880, ông trở thành một trong những nhà viết kịch nổi tiếng nhất ở London vào đầu những năm 1890. Ông được nhớ đến nhiều nhất nhờ các vở kịch, cuốn tiểu thuyết nhan đề, bức tranh của Dorian Gray, cũng như hoàn cảnh mà ông ấy bị kết án hình sự vì hành vi khiếm nhã đồng tính luyến ái nghiêm trọng. Trong một trong những phiên tòa xét xử người nổi tiếng đầu tiên, ông bị bỏ tù và chết sớm vì bệnh viêm màng não ở tuổi 46. Tôi là người con hoang, đời đắng cay bẽ bàng, xa rời người cha yêu, tìm thú vui hoang đàng. Kiếp sống ta lơ làng, với bước chân lang thang, bao lần tôi muốn quên đi cuộc sống gian ngoan, mong tìm ngày yên vui nay đã xa xôi rồi, thân phận giờ đơn côi tựa áng mây ngang trời, sóng gió xô dập vui chiếc áo manh ta ơi, nhưng tình cha trí nhân vẫn chờ tôi quay về. 40 bài tĩnh tâm mùa chay. Xin kính mời quý vị và anh chị em lắng đồng tâm hồn theo dõi các bài tĩnh tâm mùa chay do Đức cha Robert Emmet Barron, giám mục Winona Rochester biên soạn, qua phần trình bày của Túy Vân. Thứ bảy trong tuần thứ tư mùa chay 25 tháng 3. Thật không đáng mỉa mai sao, khi món quà sự sống của Chúa Giêsu đã trở thành như chất xúc tác để dẫn đến chính cái chết của Ngài. Những tin loan đi về sự phục sinh của Lazaro từ cõi chết đã khiến cho hội đồng công nghị Do Thái quyết định phải giết Chúa Giêsu. Và như thế, giai đoạn được sắp xếp để màn bi kịch được phơi bày tại Jerusalem. Thật thế, ngay cả với tên chỉ điểm để bắt người, Chúa Giêsu đã biết những tiến trình này nằm trong chương trình của Thiên Chúa đã sửa soạn qua hàng thế kỷ. Những tình tiết cuối cùng đang xảy ra. Thời giờ đã đến để chương trình Thiên Chúa được hoàn thành. Còn một thời gian ngắn,
Chúa Giêsu sẽ quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Ngay cả ông Caipha, thượng tế của dân Do Thái, đã nói tiên tri một cách vô tình, nhưng thật chính xác, khi tuyên bố các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông, là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Chương trình của Thiên Chúa trong lúc này thật tỉ mỉ làm sao? Ngay từ ban đầu, cho những biến cố nhân loại, khi ông bà Nguyên Tổ đã sa vào tội lỗi, Ngài đã cho biết ý định đầu tiên của Ngài khi nói về dòng giống của Eva và đánh đầu con rắn. Thời gian trôi qua, Thiên Chúa đã nói qua nhiều ngôn sứ khác nhau về đấng được sức dầu. Một người tôi trung chịu đau khổ có vẻ bí ẩn. Isaiah chương 42 câu 1 đến câu 9. Là người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm, như chiên bị đem đi làm thịt. Isaiah chương 53 câu 5 câu 7. Bây giờ thời gian hoàn thành đã đến, và kẻ hành hạ Chúa Giêsu là chính những người phát động những biến cố mà chúng ta sẽ làm sống lại trong tuần thánh sắp tới. Khi bạn nhìn lên một cây thập giá, bạn thấy gì? Tột điểm của chương trình Thiên Chúa hứa được hoàn thành cách đây đã lâu phải không? Công việc của Chúa Cha yêu thương là đấng đã hành động trong thời gian rất dài để mang bạn trở về với Ngài không? Hay chỉ là một người đàn ông tốt lành chết yểu? Qua cây thập tự, cả thế giới đã được cứu rỗi. Mỗi con người nam và nữ được mời gọi để cảm nhận tình liên kết thân mật với Thiên Chúa. Chúng ta hãy hướng nhìn lên thập giá mỗi ngày trong tuần này và xin Chúa Thánh Linh mở rộng tầm mắt chúng ta. Lạy Cha, thật diệm phúc dường bao con được hưởng hồng ân cứu độ của Chúa. Xin cảm tạ Chúa vì đã không bỏ rơi con trong lúc con phạm tội, nhưng sai người con của Chúa đến cứu chuộc con trên thập giá. Hay. Sao
để đến bên cha già quên cuộc đời xa hoa để sống vui một nhà dẫu tháng năm trôi qua dẫu đã kia phôi pha mối tình cha chưa chán như đại dương hiền hòa hay chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hành tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.